mạnh mẽ hay vậy? Anh đã luôn chị, trời ơi, bỏ vậy chị ơi. Chị ơi. Giang ơi là Giang. Không, tự đứng lên, tự đứng lên. Ê, đừng không. À, Giang mày chụp ngay tấm hình ngay cái dĩa khô là nhờ là quảng cáo cho quán luôn. Hình ảnh rất là đẹp luôn. Mình làm tiếp. Thầy, thầy. Chị bắt luật rồi món thầy. Thầy. Nhà gần đây không chị? Chị thầy ơi. Không biết nhà. Chị thầy. Chị bắt luật rồi đó. Trời. Bó tay. Quá trời mệt mỏi rồi. Chị Hương nhà em sao hết? Quá trời mệt mỏi rồi. Giang, 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 hất tỉnh đi, hất tỉnh đi. Gì đó nói gì đó nói gì? Tao đâu đứng đó hả? Rồi đứng dậy coi coi, đứng dậy coi coi. Tao đâu đứng đó, đứng dậy coi coi, đứng dậy. Mai đi, mai đi đứng hả? Rồi tối nay ngủ đâu? Đây nè, đứng không nổi. Trời ơi, đi nhậu áp lực quá. Chị ơi, tính tiền mà nhậu áp lực quá. Chị, tính tiền đi. Tính tiền em đi chị ơi. Chú Kim ơi, chú Kim. Tính tiền đi chú ơi, chú Quý mệt ngủ rồi. Báo xong rồi. Chị, đủ bên kia luôn, chú về luôn. Kim ơi, tính tiền chú ơi. Ngủ rồi, chú Quý ngủ rồi. Con khách chợ ngồi nhậu vậy hay để báo. Báo gì lắm à. Ô là trời. Quýnh tắt, quýnh tắt. Đâu đúng mà tiếp đủ. Trời mày kêu nó dậy chi mày má. Đi về, 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 đ